Chào các em, anh là Lê Công Vinh, tuyển thủ của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Chắc các em vẫn còn nhớ trong những video trước, huấn luyện viên Lê Thanh Tùng đã hướng dẫn cho các em một số động tác cơ bản của bộ môn bóng đá. Tập bóng đá không chỉ mang đến cho chúng ta giải trí mà nó mang đến cho các em sự dẻo dai, tinh thần đồng đội và khả năng ứng biến linh hoạt vô cùng cần thiết. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các em một số bài tập mới phức tạp hơn. Các em nhớ theo dõi và tập luyện hàng ngày nhé. Đầu tiên đó là bài tập căng cơ. Căng cơ sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu nguy cơ chấn thương, tạo cho chúng ta sự dẻo dai và độ bền cần thiết khi chơi bóng. Đầu tiên là căng cơ lưng bụng. Chúng ta hai chân mở rộng bằng vai. Sau đó chúng ta ngả người về phía trước, giữ trong vòng 15 giây. Tay thẳng xuống, em thẳng xuống, người gập xuống nào. Đó rồi, sau đó chúng ta đổi bên. Người chúng ta gập xuống để cảm nhận cái đường sau này. Thôi, căng cơ lưng. Hai chân chúng ta mở rộng bằng vai. Sau đó chúng ta xoay người ra sau, giữ trong vòng 15 giây. Chúng ta hãy cảm nhận thẳng lên. Sau đó chúng ta trở về vị trí cũ. Chúng ta đổi bên. Cảm nhận giữ cái hông ạ. Rồi, thôi. Giờ chúng ta căng cái đùi trước. Chúng ta mở rộng hai chân bằng vai. Sau đó chúng ta đứng chủ chân trái. Chúng ta cầm chân phải và kéo chân lên. Tốt đây. Cảm nhận cái cơ đùi này. Chúng ta kéo để cảm nhận cái cơ đùi này. Thôi, chúng ta đổi chân. Kéo xuống, cảm nhận cái cơ đùi này. Thôi. Cơ đùi sau. Đứng vị trí này chúng ta sẽ vắt chân phải qua. Và chúng ta cúi xuống. Thẳng xuống nào. Thẳng cái chân lên nào. Tốt đây. Đúng rồi. Cảm nhận cái cơ đằng sau này. Sau đó chúng ta đổi chân. Động tác cuối cùng đó là động tác gập người. Chúng ta ngồi thẳng xuống. Hai chân chùm vào lòng bàn chân. Chúng ta cầm hai cái cổ chân và ngả người về phía trước. Đúng rồi, tốt lắm. Thôi. Chúng ta sẵn sàng ra sân ở đấy. Chúc các em chơi vui và nhớ xem các bài tập tiếp theo nhé.